Chào mọi người, lại là Thanh đây. Hôm nay mình sẽ quay một vlog vô cùng đặc biệt. Nếu như bố mẹ nào đang có con trong độ tuổi từ 3 đến 15, bận rộn, không có thời gian để theo sát việc học của con giống như Thanh, mà lại muốn tìm một phương pháp giúp cho con học giỏi tiếng Anh mà không tốn quá nhiều chi phí, thì chiếc video này chính là dành cho bố mẹ đấy. Bố mẹ không nên bỏ qua, bởi vì nếu như bỏ qua thì sẽ rất là tiếc đấy ạ. Trong video ngày hôm nay thì Thanh sẽ chia sẻ một ứng dụng học tiếng Anh quốc dân giúp cho các con dù đã từng học tiếng Anh này nhưng chưa giỏi, hoặc thậm chí là chưa từng tiếp xúc với tiếng Anh thì cũng vẫn có thể tự học tại nhà một cách say mê và hiệu quả. Ứng dụng này có tên là Kina English. Các ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ tại nhà hiện nay thì không ít, nhưng có 5 lý do khiến cho Kina English chinh phục được Thanh hoàn toàn và khiến cho Thanh đến 2 lần phải giới thiệu tới bố mẹ. Đó chính là: thứ nhất, giáo trình chuẩn quốc tế. Học tiếng Anh thì không phải là mình cứ học bừa là được. Thà là một tờ giấy trắng thì mình vẽ lên đó cái gì cũng được, còn hơn là vẽ sai rồi chúng ta lại phải xóa đi vẽ lại thì còn khó hơn rất là nhiều lần. Do đó, một là không học, chứ nếu một khi đã học là phải học chuẩn. Nhất là khi con chỉ vừa mới tiếp xúc với tiếng Anh thì tiêu chí này lại càng quan trọng. Giáo trình Kina English biên soạn theo chuẩn khung Cambridge Young Learner của Anh Quốc rất uy tín và phổ biến, được dùng giảng dạy tại rất nhiều nước trên toàn thế giới. Do vậy, muốn con tiếp xúc tiếng Anh chuẩn, cứ Kina English thẳng tiến nhé. Hai là phương pháp khoa học. Kina English áp dụng các phương pháp giáo dục sớm nổi tiếng giúp rút ngắn thời gian, nhân đôi hiệu quả việc học tiếng Anh của trẻ. Đầu tiên là phải kể đến phương pháp đa giác quan, kết hợp cả nghe, nhìn, đọc, chạm trong cùng một bài học. Việc này có lợi ích như thế nào? Nó sẽ kích thích não bộ, giúp trẻ con học nhanh hơn và ghi nhớ lâu hơn. Thứ hai là phương pháp thẩm thấu ngôn ngữ, giúp trẻ tiếp thu ngôn ngữ mới một cách tự nhiên nhất có thể, không phải cố gắng hay là gồng mình lên học một cách cực nhọc. Và thứ ba là phương pháp Glindelman, học từ qua hình ảnh minh họa. Tức là khi trẻ nhìn một quả táo thì sẽ phản xạ ngay là apple, bỏ qua bước dịch nghĩa đây là gì, đây là quả táo tiếng Anh là gì, quả táo tiếng Anh là apple. Do đó, nó sẽ làm giảm thời gian suy nghĩ, tăng tốc độ phản xạ tiếng Anh của các con lên rất là nhiều lần. Tiếp theo là lộ trình học bài bản. Kina English có bài kiểm tra đầu vào, các con làm kiểm tra, nhận kết quả và được gợi ý cấp độ học phù hợp nhất với trình độ của mình. Đúng cấp độ, vừa khả năng là cái nền chắc chắn nhất, giúp các con tiến bộ tiếng Anh một cách thần tốc. Ngoài ra thì Kina English còn tặng kèm một cuốn hướng dẫn học tập hiệu quả. Cuốn sổ tay này thì sẽ như kim chỉ nam trong suốt quá trình học tiếng Anh của các con cùng với Kina English, cực hữu ích cho bố mẹ còn bỡ ngỡ và có ít kinh nghiệm cho con học online. Tiếp theo mà Thanh muốn nói tới đó chính là chi phí cực kỳ phải chăng. Chương trình học tiếng Anh bài bản như Kina English lại có giá chỉ 599.000. Các chương trình học tiếng Anh online khác cũng rơi vào tầm giá này, nhưng đa số thì đều giới hạn thời gian học trong 6 tháng hoặc 1 năm. Còn với Kina English, con có thể học cả đời luôn. Không giới hạn bất kỳ điều gì, học bao lâu cũng được, học lại cả ngàn lần cũng không sao. Nếu như làm thử một bài toán nhỏ nhé, 599.000 được học tiếng Anh từ lúc mới 3 tuổi cho đến khi 15 tuổi, tổng cộng là 12 năm. Bây giờ mình sẽ lấy 599 chia cho 12 thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? 50.000. 50.000, tức là chi phí cả một năm học tiếng Anh của con chỉ 50.000 thôi. Trời ơi, rẻ như cho luôn. Trong khi một năm học tiếng Anh tại các trung tâm thì con số này phải từ chục triệu trở lên là ít nhá, nhưng mà lại quà tặng kèm rất là nhiều. Nào là một cuốn handbook hướng dẫn học này, một vở tô màu, một bộ học toán và khoa học bằng tiếng Anh nữa. Ôi, rất là nhiều quà tặng. Nghe bộ quà tặng xong là đã muốn mua ngay rồi, phải không các bố mẹ? Hiệu quả thì đã được kiểm chứng rồi nhá. Bố mẹ có biết là ai kiểm chứng không? Đấy chính là bạn Bin nhà Thanh. Bằng chứng sống luôn. Tức là bạn ấy học Kina English thì một bữa là mê, 2 tuần là nghiền, mà 3 tháng là thuộc rất rất nhiều từ vựng. Học cả năm trời mà chưa biết chán, bây giờ vẫn đang tiếp tục học đều mỗi ngày. Nói thì hơi lâu như thế, nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Mới có 8 rưỡi thôi. Thanh sẽ thử vào xem là bạn ấy đang làm gì nhá. Xem là có đang học hay là đang chơi điện tử. Nhưng Thanh nghĩ rằng nó chắc là sẽ học thôi, bởi vì thực sự là cái giao diện của Kina English rất là thu hút trẻ em. Bây giờ sẽ cùng đi nhá. Thế nào? Đúng là không chơi game thật. Con học được bao nhiêu từ vựng rồi? Chắc chục từ đấy.
chục từ rồi cơ. Con đang chơi ném cái bóng bowling này vào đúng cái từ ở đây. Đúng rồi. Ghép hình vào đúng ảnh đúng không? Con phát âm theo luôn đi chứ. Birds. Bull. Thỏ đấy. Ừ. Thỏ tên là gì biết nhỉ? À, thỏ bunny tay ngắn. Bunny tay ngắn. Mình cứ chơi những cái phần này này như này. À. Tức là giữa những cái bài học thì là sẽ được chơi một tí để cho nó giải trí đúng không? Nhưng mà vẫn là học tiếng Anh cái gì? Vừa chơi vừa học. Ừ. Ít là mẹ nhìn thấy có nhiều từ mà mẹ còn chưa cần biết đọc như nào cơ. Hoàn thành nhiệm vụ luôn kìa. Wow, cộng 100. Làm luôn. Thực sự là Kina English như một cái niêu cơm của Thạch Xanh vậy bố mẹ ạ. Mình học mãi không hết luôn ấy. Hơn 100 bài học, hơn 1.000 bài tập, hơn 2.000 từ vựng. Và không phải là mua bấy nhiêu là chỉ được bấy nhiêu. Trong suốt quá trình học thì con còn được học liên tục và cập nhật liên tục những cái bài học mới nữa, tính năng mới, học mãi mà không hết. Quan trọng là tất cả những cái cập nhật này thì hoàn toàn miễn phí. Chúng ta chỉ cần mua ứng dụng là học được hết. Mà hoàn toàn free luôn ấy. Còn một điểm nữa mà Thanh rất thích ở Kina English đó chính là khi cho các con học online, có phải điều bố mẹ quan tâm nhất chính là con tự học được hay là không? Liệu con có hiểu không? Bởi vì chính bố mẹ đôi khi cũng không biết tiếng Anh. Con học không hiểu thì mình biết làm như thế nào? Chỉ còn nước đưa tay chịu trói thôi. Chứ với Kina English thì bố mẹ lại chẳng cần phải lo lắng điều này. Vì chương trình có một bạn thỏ trắng tên là Cani. Bạn này giống như là một trợ lý ảo vậy, hướng dẫn các con học tất tần tật từ A đến Z, cực chi tiết, cực dễ hiểu. Hơn nữa, điều này còn tạo cho các con cảm giác như là có một người bạn đồng hành luôn luôn ở bên cạnh. Các con lại càng có động lực học hơn nữa. Bin học lâu như thế này, rồi là tự tin nói tiếng Anh cho bố mẹ và các cô chú cùng nghe. Có được không Bin nhỉ? Thử nhá. Hello everyone, I'm Bin. I'm 9 years old. I'm learning English with Kina English every day. Very fun. I love it so much. And now it's time for eating ice cream for my mom. Goodbye. And see you soon. Tự cho phép mình ăn kem luôn. Cuối video thì Thanh sẽ dành một ít thời gian để nói về app mới của Kina English. Trước đây thì Kina English chỉ học trên web thôi. Nay mới có phiên bản app. Mặc dù web thì cũng rất là ok rồi, nhưng mà khi có app thì mình thấy là càng xuất sắc hơn nữa. Thanh sẽ cho các bố mẹ xem thử giao diện của app như thế nào nhé. Bin cho mẹ mượn một tí. Đây, giao diện của app nó sẽ là như thế này. Rất là nhiều màu sắc này. Có cả âm thanh sống động. Và đặc biệt là khi mà phát âm ở trên này ấy, thì mình nghe rất là rõ tiếng, không khác gì con đi học ở trung tâm. Rất nhiều khóa học khác nhau. Ừ, đúng rồi, rất nhiều khóa học khác nhau. Bố mẹ thấy đấy, thiết kế rất là đáng yêu, màu sắc thì bắt mắt, lại còn có cả nhạc nền rồi là thỏ nữa. Nghe là muốn lao vào học ngay rồi, bảo sao mà bạn Bin nhà mình là cứ hớn hở suốt mấy ngày qua. Sau khi quan sát Bin dùng thử app này thì Thanh rút ra được các điểm vượt trội của Kina English phiên bản app so với web. Đó là ví dụ như web thì chúng mình phải vào trình duyệt web này, gõ địa chỉ rồi đăng nhập. Như app thì chỉ cần click chọn app là vào học luôn. Web thì phải dùng chuột máy tính, mà các bé nhỏ như thế này thì đôi khi thao tác rất là khó. Nhưng app thì chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn, chạm và kéo thả rất là đơn giản. Bé hiếu động mở lung tung, nhiều trình duyệt gây mất tập trung, đó chính là hạn chế ở web. Nhưng ở app thì việc học diễn ra hoàn toàn trên một ứng dụng duy nhất, tập trung tuyệt đối. Kina English phiên bản app tiết kiệm thời gian và thao tác đơn giản, trải nghiệm mượt mà hơn so với phiên bản web. Mang đến cảm giác hài lòng, thích thú cho bé, giúp bé học hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Hiện nay thì Kina English đang cho tải miễn phí ứng dụng này, nhưng chỉ trong dịp mới ra mắt thôi. Nên là bố mẹ nào có con đang học Kina English thì phải tải nhanh. Tải xong vào viết đánh giá, chụp lại rồi gửi ngay vào fanpage Kina for Kids để nhận ngay phần quà là một khóa toán tiểu học trị giá 299.000. Thanh cũng vừa làm xong và nhận được quà đây. Đã miễn phí rồi lại còn nhận thêm quà, phải triển khai ngay lập tức. Còn bố mẹ nào chưa có con học Kina English thì vẫn có thể tải được app về để cho con dùng thử. Link tải app thì Thanh có để ở trên bài. Bố mẹ tải app ngay đi nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.